Tránh ra. Nó đổ ra gì? Nazareth. Tôi cũng không biết. Con người nói ông ấy biết phép lạ. Mình vừa mới tới chỗ này, có chuyện gì mà mọi người hào hứng dữ vậy? Ông Giê-xu người Nazareth đang ở trong đó. Có người nói ông ấy là đấng tiên tri. Người khác lại đồn ông ấy làm được phép lạ. Phép lạ hả? Đã ra trúng hệ của cậu rồi đó chứ. Nhưng mà có ai thấy ông ấy làm phép chưa? Tránh ra. Tránh ra giùm cái con. Ngươi, ông ấy đang đứng. Các ngươi khi người này đi đâu hả? Chúng tôi khi ông ấy tới chỗ Giê-xu người làm phép lạ. Mình phải coi mới được. Vậy theo mình, đứa này nè. Phép lạ. Kỳ diệu quá. Hay quá. Ông Giê-xu là người nào vậy? Làm ơn tách đường cho chúng tôi qua. Ai không được tách đường cho chúng tôi qua với? Tin đường mà. Hỡi con hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Hắn nói vậy nghĩa là sao hả? Sao các ngươi hỏi vậy? Điều nào dễ hơn, nói tội lỗi của ngươi đã được tha, hay nói hãy đứng dậy và bước đi? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, bảo ngươi hãy đứng dậy, vác cán của ngươi và đi về nhà. Thấy chưa Giang, con người có thể làm được phép lạ mà. Đi xem đi. Các tôi đã được Giê-xu người Nazareth chữa lành bệnh rồi. Hallelujah. Lời khen Chúa. Rõ ràng hắn ta là tên cùng phe với Giê-xu người Nazareth. Đó chỉ là trò lừa gạt thôi, y hệt như mấy tên thuật sĩ trong cung xây dựng tên tuổi cho mình. Con lại không nghĩ như vậy. Thật sự hắn chỉ gian lận thôi. Các ngươi bị lừa rồi. Thật sự tên đó có bị liệt đâu mà chữa với trị? Đâu có, ông ấy bị liệt từ đó tới giờ mà. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới ông? Chuyện đó thì ta sẽ nói riêng với người. Tất cả những điều này chỉ chứng tỏ quan điểm của mình thôi Giang. Nếu ông Giê-xu có thể làm được phép lạ thì thần thông thuật sĩ cũng làm được. Không, có cái gì đó rất khác. Thần thông thuật sĩ chỉ là biểu diễn ảo thuật, còn ông Giê-xu là có gì đó mình không biết nữa, rất khác. Mình nghĩ là chúng ta nên theo ông ấy để tìm hiểu xem đó là gì. Cho muôn đời sống sự khôn ngoan mãi không bao giờ tàn, quyền sạch thần kỳ. Nhìn kìa, cậu nói đúng đó. Dân chúng theo ông Giê-xu ngày càng đông hơn rồi. Có một người đi ra gieo giống. Khi rải giống, một số hạt rơi dọc đường nên bị người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Một số khác rơi trên đất đá, cây con mọc lên nhưng chẳng bao lâu thì héo khô vì thiếu ẩm ướt. Một số khác rơi vào bụi gai, gai gốc cùng mọc lên làm chúng nghẹt ngòi. Một số khác
rơi vào đất tốt. Khi mọc lên, chúng kết quả gấp trăm lần. Ai có tai để nghe thì hãy lắng nghe cho kỹ. Con vẫn đang nghe đây, chỉ là con không hiểu gì hết. Thưa thầy, những đứa trẻ này muốn thưa chuyện với thầy. Lại đây, có chỗ ngồi cạnh đám lửa, hãy ngồi bên ta. Lửa trại đẹp quá, vậy có ai đem theo xúc xích không? Cậu nói xúc xích là cái gì vậy? Dạ, không có gì à... Thưa thầy, những gì thầy nói ngày hôm nay, con không biết sao, nhưng có lẽ thầy nên làm thêm nhiều phép lạ nữa, vì điều đó mới thật sự là điều thu hút dân chúng đi theo ngài đó. Phép lạ chỉ là dấu hiệu thôi con. Đợi ở đây, để ta kiếm gì cho con ăn. Chắc là con đói bụng lắm, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Ý thầy là sao vậy hả bác Fierro? Phép lạ là dấu hiệu chứng tỏ rằng thầy Giê-xu có quyền trên những điều thấy được và những điều không thấy được. Cái không thấy được là gì ta? Chúng ta sẽ chèo thuyền vào địa phận Gadara. Đi thôi chị. Nước sông thôi. Tôi là thuyền trưởng xin được thông báo. Mọi người chú ý, luôn luôn ngồi đúng vị trí của mình. Tay phải để ở trong thuyền. Và trong trường hợp khẩn cấp, quý vị vui lòng sử dụng thiết bị cứu hộ này. Gizmo, dẹp công dịch đi. Biết rồi. Cơn bão đang ập đến nhanh quá. Ta sẽ mất kiểm soát con thuyền nếu bị cứ động như vậy. Chèo mạnh lên. Chèo mạnh lên. Thầy ơi, tất cả chúng ta sẽ chết hết thôi. Sao các con sợ? Hỡi những người ít đức tin kia, kéo mạnh lên. Ta ra lệnh cho ngươi, hãy lặn sóng. Thầy Giê-xu vừa mới dẹp yên cơn bão sao? Tuyệt vời quá. Như vậy thì mới được gọi là phép lạ chứ. Mình không tin tay thần thông thuật sĩ kia có thể làm được một điều quyền năng đến như vậy. Biết gì không Giz, giờ mình cũng bắt đầu nghĩ giống như cậu rồi. Bác Fierro, con hỏi bác cái này được không? Chuyện vừa rồi con cũng không biết nữa, thật sự không thể nào tin được. Con đã không tin vào mắt mình sao? Dạ không, con chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng con không giải thích được những gì mình đã chứng kiến. Cũng giống như chuyện mặc dù con đã nghe thầy Giê-xu giảng nhưng không hiểu gì hết. Ta hiểu cảm giác của con.
Khi mới bắt đầu đi theo thầy Giê-xu, ta chỉ là tay đánh cá bình dân thôi. Chiến, nhìn nè, con hãy quan sát sợi dây neo khi nó chìm xuống nước. Dạ. Nhìn sợi dây có vẻ giống như nó bị bẻ sang hướng khác, có đúng không con? Dạ. Nhưng không, thật sự thì nó vẫn nằm ngay đây. Cây dây nhìn giống như bị bẻ cong, nhưng không phải vậy. Nó chỉ là ảo giác do ánh sáng và nước gây ra. Là dân đánh cá, ta đã thấy kiểu đánh lừa này mỗi ngày và thật sự biết nó chỉ là một ảo giác. Nghĩa là khi mà mắt con nói với con một chuyện, có khi sự thật lại là chuyện khác sao? Cái khó là phải học hỏi cách để phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Những gì thầy Giê-xu làm, con người của Ngài, tất cả những điều đó đều là chân thật. Bởi vì lời của Ngài và phép lạ đến từ Đức Chúa Trời. Nè mấy cậu, ở trên đó có cái gì vậy? Mồ mả, đó là nơi chôn cất người chết. Cậu có nghĩ ra ở đây có ma không? Làm gì có ma cỏ ở đây hả Gizmo? Vậy âm thanh rụng rợn đó đâu ra vậy? Thưa thầy, chúng ta phải kiếm đường khác để tránh bầy lợn đó thôi. Chúng là lũ sinh vật ô uế và rất nguy hiểm. Không, có điều gì đó khác lạ. Ông ta bị làm sao vậy? Lạy Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì đến Ngài đâu. Làm ơn, tôi van xin Ngài đừng làm khổ tôi. Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người này. Người tên là gì? Tên tôi là Quân Đoàn. Vì chúng tôi đầm lắm, đừng đuổi bầy heo ra khỏi miền đó. Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo đó. Xuất ra. Hãy cho con theo Ngài, thưa Chúa. Hãy về nhà, đến với người thân và thuật lại những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. Thật là kỳ diệu đó. Thầy Giê-xu, các cậu có nhận ra những gì tụi mình vừa chứng kiến không vậy? Thầy Giê-xu có quyền năng trên loài người, trên cả thiên nhiên, thậm chí cả những điều không nhìn thấy được nữa. Chiến, hãy đi và chia sẻ những gì mà con đã nghe và thấy. Ta luôn luôn ở cùng các con. Thầy Giê-xu nói gì với cậu vậy?
Giang à, mình nghĩ đây là điều đầu tiên mà mình thật sự thông suốt đó. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ có nhớ trong tập phim, ông Pierre và bạn Chiến đã thảo luận với nhau về những điều thấy được và những điều không thấy được là gì không nào? Chúa Giêsu của chúng ta có quyền năng trên tất cả mọi điều. Ngài có quyền trên những điều thấy được và kể cả những điều không thấy được. Hôm nay cô Diễm có những vật dụng này muốn cho các bạn nhỏ cùng xem. Các bạn nhỏ theo dõi nha. Ta-da! Trên tay cô Diễm là một chai nước và một phần dầu ăn. Cô Diễm để trong tay nhỏ này. Và nước thì tượng trưng cho những điều chúng ta thấy được xung quanh chúng ta. Còn dầu ăn tượng trưng cho quyền năng của Chúa Giêsu. Nhưng mà với hai vật dụng này thì chúng ta sẽ làm gì đây? Cô Diễm mời tất cả các bạn nhỏ cùng tham gia thí nghiệm với cô Diễm nha. Bây giờ cô Diễm sẽ đổ phần dầu ăn này vào trong chai nước. Các bạn nhỏ suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nha. Bây giờ cô Diễm sẽ mở nắp chai. Cô Diễm sẽ đổ phần dầu ăn này vào. Các bạn nhỏ hãy chú ý quan sát chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ cô Diễm đóng nắp chai lại. Ta-da! Phần dầu ăn đã nổi lên trên mặt nước rồi. Thật tuyệt vời đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ cô Diễm sẽ xoay cái chai này lại. Các bạn nhỏ suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra nha. Wow! Các bạn nhỏ thấy không? Phần dầu ăn vẫn nổi lên phía trên mặt nước. Quả là tuyệt vời đúng không các bạn? Vậy thì qua thí nghiệm này chúng ta học được điều gì? Chúa Giêsu có quyền năng trên tất cả mọi điều. Ngài có quyền trên những điều thấy được như là thiên nhiên, con người, những bệnh tật. Ngài có thể khiến cho người què được đi lại, những người mù được sáng mắt. Và đặc biệt, Chúa Giêsu có quyền trên những điều không thấy được, giống như là tấm lòng của chúng ta hay là virus corona vậy đó. Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 11 câu 17 có chép: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Chúa Giêsu của chúng ta có quyền năng trên thiên nhiên, trên con người, trên bệnh tật và trên cả những điều không thấy được nữa. Thật là tuyệt vời đúng không các bạn nhỏ? Cô Diễm muốn tất cả các bạn nhỏ cùng hô to với cô Diễm: Chúa là đấng toàn năng, để chúng ta ca ngợi Ngài nha. Bây giờ chúng ta cùng làm nào. 2, 3. Chúa là đấng toàn năng. Các bạn nhỏ làm tốt lắm. Bây giờ cô Diễm mời quý phụ huynh cùng các bạn nhỏ sẽ cầu nguyện với cô Diễm nha. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con ca ngợi Ngài vì Ngài có quyền năng trên thiên nhiên, trên con người, trên tất cả các bệnh tật. Và Chúa ơi, nếu như chúng con tin cậy Ngài thì chúng con sẽ được chữa lành và chúng con sẽ được tự do. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng có thật. Cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta hãy ca ngợi và chúc tôn danh của Ngài, bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Chương trình hành trình của em hôm nay đến đây là hết rồi. Cô Diễm rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn nhỏ. Nhưng mà không sao, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại vào khung giờ quen thuộc là 19 giờ ngày thứ ba nha. Cô Diễm xin chào tất cả các bạn nhỏ.